Xu hướng nhà ở hay chung cư hiện đại thường thiết kế phòng bếp và phòng khách thông nhau. Tuy nhiên, khi nấu nướng mùi thức ăn hỗn hợp trong bếp bay ra khắp nhà khiến bạn thấy khó chịu. Bạn muốn thiết kế cửa kính cường lực ngăn phòng bếp và phòng khách để vừa tạo không gian mở, thoáng đãng mà không mất đi sự riêng tư của nó. Mời bạn theo dõi mẫu cửa kính cường lực ngăn phòng hai cánh bản lề này qua video của Tasona nhé. Đối với không gian phòng khách phòng bếp rộng, ta có thể làm vách ngăn kính cường lực để ngăn phòng bếp và phòng khách. Phòng bếp là nơi sản sinh ra nhiều mùi hương khác nhau từ các món ăn, đồng thời cũng là nơi tích tụ khói, hơi nước và mùi thức ăn. Chính vì thế, việc lựa chọn một giải pháp hiệu quả để ngăn chặn và hạn chế mùi hương lan tỏa ra các không gian khác trong nhà là vô cùng quan trọng. Cửa kính ngăn mùi phòng bếp được xem là một giải pháp thông minh, giúp tạo không gian sống hoàn hảo cho gia đình bạn. Kính trong suốt giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng và tạo cảm giác thoáng đãng cho phòng bếp. Cửa kính mang lại vẻ đẹp hiện đại và sang trọng cho không gian bếp, phù hợp với xu hướng thiết kế nội thất hiện đại. Cửa kính ngăn mùi phòng bếp dễ dàng lau chùi, vệ sinh, giúp duy trì vẻ sạch sẽ cho không gian bếp. Một tấm kính cường lực khả năng lau chùi nhanh chóng bằng nước rửa kính thông thường, giúp bạn có chiếc cửa luôn sáng bóng và tiện dụng. Tasona chuyên cung cấp, thi công cửa kính ngăn phòng bếp chất lượng, hiện đại và đáp ứng nhu cầu của mọi gia đình. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Tasona cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm cửa kính cường lực đẹp mắt, chất lượng cao và đảm bảo an toàn sử dụng. Chúng tôi luôn đồng hành cùng quý khách hàng từ quá trình tư vấn thiết kế, lựa chọn vật liệu cho đến khi hoàn thiện công trình. Sản phẩm cửa kính ngăn phòng bếp của Tasona đa dạng về mẫu mã, kích thước và kiểu dáng, đảm bảo phù hợp với mọi không gian nội thất. Chúng tôi luôn cập nhật những xu hướng thiết kế mới nhất, kết hợp với công nghệ tiên tiến để tạo ra những sản phẩm độc đáo và mang tính ứng dụng cao. Tại Tasona, chúng tôi không chỉ chú trọng đến chất lượng sản phẩm mà còn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chính sách bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng của chúng tôi luôn đảm bảo quý khách hàng yên tâm khi sử dụng sản phẩm. Hãy đến với Tasona để trải nghiệm những dịch vụ chuyên nghiệp và sản phẩm cửa kính ngăn phòng bếp ưng ý nhất. Bạn muốn làm vách ngăn phòng bếp bằng cửa kính cường lực đảm bảo chất lượng giá tốt? Hãy liên hệ ngay cho Tasona qua số hotline 0968 720 135.